with my parents. Yeah, it changed their minds. Cause you were sweet and looking like you can. You saw him here. Sao không? Dạ. Tại bình thường thấy bên đây nó bên đây sâu ha. Có này sâu ha. Hút thẳng tay không? Ôi vậy em cứ tưởng sâu lắm. Kìa có con cá đối nữa kìa. Có khi nào giăng được mấy con ghẹ không ta? Có cá nâu nữa kìa. Thì ôi cá nâu cực quay. Ờ cái con cá đó là cá gì hay cá vàng vàng kìa? Cá phèn hả? À có con cá gì đâu mà mình nó trong 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 mà chứ có hai câu dài dài mấy cá gì luôn á. Nó mình hơi vàng vàng, nó dẹp dẹp mà giống như cá phèn gì không ta? Bữa hổm em đi chài chài chơi á, toàn là dính mấy cá đó không luôn. Khó gỡ không chết, dính chài thôi đó. Dạ. Bỏ hai cái cặp cua vô đây nè, mới có cua không nữa. Anh kia bỏ xuống hai cái gặp cua nó ổng nó bỏ đại coi coi mai có không có cua biết có hay không. Vậy đây hi xứ khác lại hả hay là người ở đây ta hèn gì. Tại ông đấy ông yên chỗ khúc xe cuốc chắc tôi nghĩ ông không phải người ở đây à. Không mà dân vậy vui ha, chiều chiều tối tối có cá ăn lòng. Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh Thế Lòng Miền Tây của mình. Thì ngày hôm nay là mình ngay chân đê biển Vĩnh Châu nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái cảnh gọi là vườn cò thiên nhiên ở Vĩnh Châu, ngoài sát đê biển luôn nha, để cho các bạn xem là cò nó quá trời luôn. Vườn cò thiên nhiên nha mọi người. Tuy là nó là vườn cò thực chất đấy, chắc cũng tầm mình thấy được á thì cũng chắc cũng tầm được 20-30 con thôi. 20-30 con thôi, các bạn nhìn đằng kia nha. Đằng kia nha, để mình quay lại nha. Con tay mình đó nha. Nhiều lắm nha mọi người. Để chút nữa mình còn bay flycam cho các bạn xem nữa nha. Quá đã luôn. Đây các bạn, con đường này là cái con đường mà thêm vài năm nữa là hình thành khu cối xay gió nha mọi người. Đây giờ đây là tùm cây cối này nọ nha. Thêm vài năm thôi là ở đây toàn bộ là cối xay gió, là thành điểm du lịch ở Vĩnh Châu luôn nha mọi người. Các bạn ơi, các bạn có thấy không à, những cái đốm trắng đó là chỗ mấy cò đậu nha mọi người. Thì hiện tại là mình đang đứng ở trên đê biển, thì ở đây là gọi giống như là một cái vườn cò thiên nhiên nha, sát ngoài biển nha mọi người. Quá trời luôn. Đây các bạn thấy không ạ? Đó, quá trời, xa quá hơi khó nhìn nha. One look, the heat is rising. And I've been cold for so long. One touch and we're igniting. Setting fire to it all. You know these places.